Tôi là Giang Quốc Nghiệp, tôi năm nay 28 tuổi. Tôi đến từ đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời là giám đốc công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật NMT. Việc lọt vào danh sách 30 Under 30 đối với Quốc Nghiệp thì nó là một dấu mốc mà để cho Quốc Nghiệp nhìn nhận lại cái chặng đường vừa qua của mình. Trong ba từ Idealist, Inventor và Influencer thì Quốc Nghiệp nghĩ rằng Quốc Nghiệp hợp với từ Inventor và Influencer, bởi vì trong rất là nhiều năm qua thì Quốc Nghiệp cũng như là anh trai của mình là Quốc Cơ có rất là nhiều sáng tạo trong bộ môn nghệ thuật xiếc, và khi mà mình sáng tạo ra rất là nhiều những động tác và mình được ghi nhận, và đó cũng được một cái sự ảnh hưởng lớn từ cộng đồng cũng như là nhiều người trên thế giới họ biết được, thì Nghiệp nghĩ rằng đó, hai từ đó rất là phù hợp với Quốc Nghiệp. Chắc chắn là năm 2018 thì Quốc Nghiệp và anh Quốc Cơ sẽ cố gắng tạo ra nhiều dấu ấn hơn nữa và sẽ cố gắng diễn nhiều hơn năm 2017 đến với khán giả Việt Nam. Quốc Nghiệp nghĩ rằng trong 5 năm tới thì Quốc Nghiệp sẽ chững chạc hơn và có một cái nhìn bao quát hơn cho bộ môn nghệ thuật mà mình đang theo đuổi, và hy vọng đó sẽ là một điều gì đó để hướng dẫn cũng như là cho mọi người biết nhiều hơn đến xiếc. Theo Quốc Nghiệp nghĩ thì chắc chắn cái người thầy tốt nhất của Quốc Nghiệp định tính tới thời điểm hiện tại đó chính là anh Quốc Cơ, bởi vì anh ấy luôn là người bảo vệ, che chở cũng như là người mà tin tưởng, mà là người mà Quốc Nghiệp tin tưởng nhất từ trước đến nay. Và chắc chắn rằng không có ai có thể tốt hơn anh ấy, bởi vì anh ấy là một người đào tạo và cho Quốc Nghiệp những cái sự chở che từ lúc bé cho đến bây giờ. Quốc Nghiệp nhận được rất là nhiều lời khuyên từ rất là nhiều phía, nhưng mà Nghiệp nghĩ rằng lời khuyên tốt nhất tính tới thời điểm hiện nay thì là lời khuyên của tất cả những người hâm mộ và những người yêu quý Quốc Nghiệp. Họ luôn luôn cho Quốc Nghiệp một lời khuyên là nên chọn con đường giảng dạy để truyền cho nhiều thế hệ tiếp theo và để cho mình hồi phục những cái chấn thương của mình.